Chào quý khán giả theo dõi bản tin Thế Giới Trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, các cuộc thăm dò độc lập cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto hiện đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia. Khi hầu hết các phiếu bầu mẫu đã được kiểm, kết quả chính thức không được mong đợi trong vài tuần, nhưng ông Prabowo đã tuyên bố chiến thắng. Phát biểu trước đám đông tại một sân vận động ở trung tâm Jakarta, ông nói, tất cả các phiếu bầu mẫu, tất cả những bên thăm dò ý kiến, đều cho thấy số liệu rằng Prabowo và người liên danh Gibran đã thắng sau một vòng bầu cử. Chiến thắng này sẽ là chiến thắng cho tất cả người dân Indonesia. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn phải chờ kết quả chính thức của Ủy ban bầu cử. Nhà thăm dò độc lập Lipbang Compass cho biết, ông Supianto đang dẫn đầu với gần 60% số phiếu bầu dựa trên hơn một nửa số phiếu được kiểm mẫu tại một điểm bỏ phiếu Hai nhà thăm dò khác là Botrakin và Syros Network CSIS cũng báo cáo kết quả tương tự. Các đối thủ của ông là cựu thống đốc ta Ani Baswedan và Gandra Branovol từ đảng đấu tranh dân chủ giành được khoảng 25% và 16%. Cuộc bầu cử trong ngày lớn nhất thế giới này sẽ chọn ra người kế nhiệm tổng thống Joko Widodo, người đã cầm quyền tối đa 10 năm. Trong phản ứng quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chúc mừng người dân Indonesia và tỷ lệ cử tri đi bầu mạnh mẽ trong cuộc bầu cử. Thưa quý vị, căng thẳng biên giới giữa Israel-Lebanon không ngừng leo thang kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas diễn ra vào tháng 10/2023. Theo các nguồn tin ở Lebanon, hôm qua lực lượng Israel tiến hành không kích vào nhiều thị trấn ở miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các cuộc không kích của Israel diễn ra sau khi Israel cam kết đáp trả cuộc tấn công bằng rocket từ phía Liban vào thành phố Safed của Israel trước đó một ngày, khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Đây là đợt leo thang căng thẳng lớn nhất giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Các nguồn tin an ninh cho biết, máy bay Israel đã tấn công nhiều địa điểm trên khắp miền nam Liban, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, khiến nhiều ngôi nhà bị thiệt hại. Trong số các nạn nhân có ba thành viên trong một gia đình ở thị trấn Sopwanet, gồm một phụ nữ Syri và hai con nhỏ. Bốn dân thường khác trong một gia đình cũng đã thiệt mạng sau khi Israel nhắm vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Nabatiyet. Các nguồn tin cho biết cư dân trong tòa nhà này không có mối liên hệ nào đến lực lượng Hezbollah. Israel cũng đã vào làng Asit khiến một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, gây thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất. Hezbollah đã tuyên bố người thiệt mạng này là chiến binh của họ. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Ireland Leo Varadka hôm qua đã yêu cầu Ủy ban cho OSC tiến hành xem xét khẩn cấp thỏa thuận EU-Israel trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza ngày càng lan rộng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ. Trong bức thư chung gửi Chủ tịch Ursula von der Leyen, hai nhà lãnh đạo viết, các cuộc tấn công của Hamas không và không thể biện minh cho bất kỳ hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế nào trong phản ứng quân sự dẫn đến hậu quả đối với dân thường ở Gaza để ngăn chặn những tổn hại không thể khắc phục hơn nữa đối với người dân Gaza, một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức là cần thiết. Ông Sanchez và Varadka cũng nhấn mạnh đến nghị quyết gần đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc và phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế xem một số hành động của Israel có thể vi phạm công ước diệt chủng thư viết thêm chúng tôi yêu cầu ủy ban tiến hành xem xét khẩn cấp xem liệu israel có tuân thủ các nghĩa vụ của mình hay không bao gồm cả thỏa thuận eu israel trong đó tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ là một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ họ cảnh báo việc israel sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ ở rafah sẽ gây thêm một thảm họa nhân đạo thậm chí còn lớn hơn tây ban nha ireland cùng bỉ là những tiếng nói chỉ trích israel mạnh mẽ nhất trong eu và đã đưa ra kế hoạch công nhận nhà nước palestine Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ai Cập kể từ năm 2012, thảo luận về quan hệ song phương và xem xét cuộc chiến mà Israel tiến hành ở giải Gaza. Ông Erdogan cùng đệ nhất phu nhân được Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chào đón tại chân máy bay. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chỉ trích việc Israel tiến hành cuộc chiến ở giải Gaza và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông Erdogan chỉ trích hẳn hành vi của Israel tố cáo sự chiếm đóng, hủy diệt và thảm sát của Israel. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm đầu tiên tới Ai Cập sau hơn 10 năm cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Ai Cập để phục hồi và tái thiết Gaza trong trung hạn. Về phần mình, Tổng thống Sisi chỉ trích những trở ngại từ phía Israel khiến viện trợ nhân đạo đến Gaza quá chậm. Ai Cập kiểm soát cửa khẩu Rafah vào Gaza, nhưng Israel yêu cầu kiểm tra mọi chuyến hàng viện trợ. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo ký kết một số thỏa thuận mở ra giai đoạn mới, đưa tăng trưởng thương mại lên 15 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong vòng vài năm và tăng cường hợp tác ở Trung Đông. Rạn nứt trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ Ai Cập xuống mức thấp sau khi tổng thống Ai Cập hiện nay Abdel Fattah El Sisi lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ tổ chức Anh em Hồi giáo, tổ chức có quan hệ chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen, ông Hans Rutberg, hôm qua cảnh báo leo thang quân sự ở Biển Đỏ liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza có tác động tiêu cực đến các nỗ lực hòa bình ở Yemen. Phát biểu trực tuyến trong một cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Rupert khẳng định, các phe phái đối địch ở Yemen đã hứa hẹn thực hiện các cam kết theo một lộ trình của Liên Hợp Quốc đạt được vào tháng 12 năm ngoái, bao gồm lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, các biện pháp cải thiện điều kiện sống và khởi động lại tiến trình chính trị ở Yemen. Tuy nhiên, các nỗ lực hòa giải ở Yemen đang bị tác động bởi những diễn biến mới trong khu vực. Ông Rupert kêu gọi hành động ngay lập tức để chấm dứt chu kỳ leo thang nguy hiểm ở Yemen. Để đạt được mục tiêu này, theo ông Rupert, trước tiên cần giảm leo thang trong khu vực, cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza. Theo ông Roper, các phe phái Yemen phải dừng các hành động khiêu khích công khai và tránh bị lôi kéo vào bất kỳ hành động quân sự nào bên trong Yemen vào thời điểm nhạy cảm này. Kể từ tháng 11 2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tiếp tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ. Tuyên bố hành động này nhằm thể hiện sủng hộ đối với Palestine trong cuộc xung đột với Israel. Từ ngày 19 tháng 2 tới, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov dự kiến bắt đầu chuyến công du Mỹ Latin với điểm dừng chân đầu tiên là Cuba, sau đó là Venezuela và Brazil. Trong tuyên bố hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, trong chuyến thăm Cuba kéo dài 2 ngày, ông Lavrov sẽ gặp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodrigo. Nga và Cuba dự kiến sẽ thảo luận về thực trạng hợp tác song phương chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực. Theo nguồn tin này, hai bên sẽ tập trung thảo luận các khía cạnh nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga-Cuba trên cơ sở đối thoại chính trị sâu so sắc hơn và xây dựng mối quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, tài chính và đầu tư, khoa học kỹ thuật, văn hóa và nhân đạo. Nga và Cuba cũng sẽ tăng cường hợp tác để ngăn chặn việc các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc bị suy yếu. Trong khi đó, tại Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Nga sẽ hội kiến Tổng thống Nicolás Maduro và người đồng cấp nước chủ nhà Ivan Gil với mục đích làm sâu sắc thêm đối thoại song phương. Sau đó, ông Lavrov dự kiến sẽ thăm Rio de Janeiro, Brazil để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20. Chuyến công du Mỹ-Latin gần nhất của Bộ trưởng Ngoại giao Nga diễn ra vào tháng 4 2023. Ông Lavrov đã thăm Brazil, Cuba, Nicaragua và Venezuela. Một tòa phúc thẩm ở thủ đô Paris của Pháp hôm qua giữ nguyên phán quyết có tội đối với cựu tổng thống Nicolas Sarkozy vì đã tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch vận động tranh cử của ông trong cuộc bầu cử năm 2012. Vào tháng 9 2021, ông Sarkozy đã bị kết án một năm quản thúc tại gia do tội danh tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử. Ông bị cáo buộc chi gần gấp đôi số tiền hợp pháp tối đa cho chiến dịch tranh cử là 22,5 triệu euro vào năm 2012. Tòa án cho biết ông được phép thủ án tại nhà bằng cách đeo vòng tay giám sát điện tử. Đến hôm qua, Tòa Phúc Thẩm Paris đã kết án ông một năm tù, trong đó có 6 tháng tù treo. Luật sư Vicente Desri cho biết, ông Sarkozy sẽ kháng cáo lên tòa giám đốc thẩm, tòa án cao nhất ở Pháp. Và với việc đơn kháng cáo đang chờ để được xử lý, ông Sarkozy không phải ngồi tù theo luật pháp của Pháp. Ông Dashi cho biết thân chủ của mình hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc chống lại ông ấy. Ông Sarkozy cũng mạnh mẽ phủ nhận những cáo buộc của tòa. Bên cạnh cáo buộc tài trợ bất hợp pháp, ông Sarkozy còn bị cáo buộc tham nhũng và gây ảnh hưởng đến việc bán hàng rong của người dân và bị tòa phúc thẩm tuyên án có tội, bị kết án một năm tù giam và 2 năm tù treo. Nhưng sau đó ông đã kháng cáo thành công lên tòa giám đốc thẩm và đã được đình chỉ bản án đó. Thưa quý vị, hôm qua, một vụ nổ súng gần cuộc diễu hành ăn mừng chiếc vô địch bóng bầu dục Super Bowl của Kansas City Chiefs khiến ít nhất một người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 3 người. Hàng ngàn người đã tập trung tại trung tâm thành phố Kansas đang mừng chiến thắng của Kansas City Track tại Superpower. Cảnh sát trưởng thành phố Kansas là Stacy Braves cho biết tổng số người bị thương do đạn bắn đã lên tới 22 người, trong đó ít nhất một người chết. Lãnh đạo thành phố Kansas trong một tuyên bố lên án vụ xả súng bày tỏ sự đau buồn trước hành động bạo lực vô nghĩa. Thị trưởng thành phố Kansas cũng tham dự lễ kỷ niệm cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông vô cùng đau buồn và thất vọng về vụ nổ súng. Theo cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn Mỹ, vụ xả súng ở Kansas là vụ xả súng hàng loạt thứ 47 ở Mỹ trong năm nay, vốn tính các vụ có từ 4 người bị trúng đạn trở lên, không bao gồm kẻ xả súng. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.